Hi, xin chào và cảm ơn tất cả các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn mô hình WWE Shelton Benjamin Elite 63. Mô hình WWE Shelton Benjamin Elite 63 gồm có mô hình Shelton Benjamin, một thang vừa và hai bàn tay rời. Ở mặt sau của hộp thể hiện thông tin chi tiết của WWE Superstar Shelton Benjamin. Đây các bạn, kèm theo đó là có thiết kế hình ảnh rất đẹp và chi tiết của WWE Superstar Shelton Benjamin. Đây các bạn. Ngoài Shelton Benjamin thì dòng WWE Elite 63 chúng ta còn có các mô hình sau: Kane, Dusty Rhodes, Sami Zayn, Shinsuke Nakamura và Dean Ambrose. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu chi tiết mô hình nhé. Sau khi khui hộp và trưng bày, chúng ta sẽ có mô hình Shelton Benjamin, một thang vừa và hai bàn tay rời. Shelton Benjamin là một trong những WWE Superstar rất được các fan hâm mộ yêu mến, và Shelton Benjamin hiện đã 3 lần WWE Intercontinental Champion, 2 lần WWE Tag Team Champions, 1 lần WWE United States Champion và nhiều danh hiệu khác, một thành tích rất ấn tượng của The Gold Standard Shelton Benjamin. Mô hình WWE Shelton Benjamin Elite 63 được thực hiện dựa trên trang phục của Shelton Benjamin thi đấu ở Show SmackDown tháng 8 năm 2017. Trở lại với mô hình, trước tiên chúng ta sẽ đến với hai bàn tay rời của Shelton Benjamin. Hai bàn tay rời, bàn tay bên trái và bàn tay bên phải được thiết kế là dạng bàn tay mở với biên độ hẹp. Đây các bạn. Và đây. Hai bàn tay rời này chúng ta có thể thay đổi để gắn vào hai bàn tay hiện tại của mô hình Shelton Benjamin. Đây các bạn. Và đây. Hai bàn tay rời được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với thang vừa của Shelton Benjamin. Thang vừa được thiết kế với chiều cao 18cm, được thiết kế với tông màu xám và có thiết kế các chi tiết nổi với tông màu xám. Rất đẹp. Thang vừa có thiết kế các chốt để chúng ta có thể xếp thang lại. Đây các bạn. Và chúng ta sẽ mở ra được. Thang vừa được thiết kế rất đẹp và chi tiết. T
Tiếp theo chúng ta sẽ đến với mô hình Shelton Benjamin. Mô hình Shelton Benjamin được thiết kế với ngoại hình rất đẹp. Chúng ta có thể thấy ngoại hình của Shelton Benjamin được thiết kế rất đẹp ở mặt trước và mặt sau được thiết kế rất chi tiết. Mô hình Shelton Benjamin được thiết kế với khuôn mặt mỉm cười của Shelton Benjamin rất đẹp, chi tiết và rất đúng biểu cảm của Shelton Benjamin. Với mái tóc được thiết kế cạo trọc ấn tượng, mái tóc được thiết kế rất chi tiết và đặc trưng của Shelton Benjamin đây các bạn. Và đây, rất chi tiết. Head scan rất đẹp của Shelton Benjamin. Và đây cũng là new head scan của Shelton Benjamin. Trang phục của Shelton Benjamin được thiết kế với tông màu trắng, màu đen và màu vàng làm chủ đạo. Với băng cổ tay bên trái và bên phải của Shelton Benjamin được thiết kế với tông màu trắng. Đây các bạn. Và đây, rất chi tiết. Hai bàn tay của Shelton Benjamin, bàn tay bên trái được thiết kế là dạng bàn tay mở với biên độ rộng. Đây các bạn. Và bàn tay bên phải được thiết kế là dạng bàn tay mở với biên độ rộng. Đây các bạn. Hai bàn tay này chúng ta có thể thay đổi với hai bàn tay rời của mô hình Shelton Benjamin. Đây các bạn. Quần của Shelton Benjamin được thiết kế với tông màu trắng. Ở mặt trước của quần có thiết kế các họa tiết với tông màu đen, màu vàng và màu trắng. Đây các bạn. Và đây, rất đẹp. Mặt sau của quần được thiết kế với tông màu trắng và có thiết kế các họa tiết với tông màu đen, màu vàng và màu trắng. Rất đẹp, đây các bạn. Và đây, quần của Shelton Benjamin được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Hai bàn chân của Shelton Benjamin được thiết kế là kiểu dáng bàn chân dài, được thiết kế với tông màu trắng. Ở mặt trước của hai bàn chân có thiết kế các họa tiết với tông màu đen, màu vàng và màu trắng. Đây các bạn. Và đây, rất chi tiết. Đây các bạn. Rất đẹp. Giày của Shelton Benjamin được thiết kế với tông màu trắng. Đây các bạn. Phần bảo vệ chân có thiết kế các họa tiết với tông màu đen, màu vàng và màu trắng. Rất đẹp, đây các bạn. Và đây, đế giày được thiết kế với tông màu đen. Đây các bạn. Vót giày được thiết kế với tông màu đen. Đây các bạn. Giày của Shelton Benjamin được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Đây là mặt sau của mô hình. Trên tay trái của Shelton Benjamin chúng ta sẽ thấy có thiết kế hình xăm rất đẹp và chi tiết của Shelton Benjamin. Đây các bạn. Về phần khớp của mô hình, trước tiên chúng ta có khớp đầu. Khớp đầu chúng ta có thể xoay phải, xoay trái, lên xuống rất là dễ dàng. Khớp tay chúng ta có thể dang ngang. Để xuống, để lên, xoay, bắp tay chúng ta có thể xoay được, bàn tay chúng ta có thể xoay được. Khớp hông chúng ta có thể xoay được. Khớp bụng chúng ta có thể gập xuống để lên. Khớp chân chúng ta có thể dang ngang. Để xuống. Để lên phía trước. Để xuống. Xoay. Khớp gối chúng ta có thể bẻ cong lại.
Vì hai băng chân của Shelton Benjamin được thiết kế là kiểu dáng băng chân dài nên việc co lại khớp gối sẽ bị giới hạn. Hai băng chân dài này chúng ta có thể tháo rời ra được. Và khi chúng ta đã tháo rời hai băng chân dài này ra rồi thì việc co lại khớp gối sẽ rất dễ dàng và linh hoạt. Bàn chân chúng ta có thể xoay được. Và duỗi thẳng ra. Shelton Benjamin là một trong những WWE Superstar mà mình rất yêu thích. Một mẫu hình rất đẹp của The Gold Standard Shelton Benjamin. Như vậy là mình đã giới thiệu xong về mô hình WWE Shelton Benjamin Elite 63. Mình xin kết thúc video tại đây. Hy vọng các bạn sẽ thích video này. Các bạn nhớ like, share và subscribe kênh mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.